Cửa này ở Sùng Chỉ là cửa zin này nha các bạn. Đó. 10 năm mà chạy được 112.000, số km là đúng chuẩn luôn nha các bạn. Chứng tỏ một điều là cái xe này thì mỗi một năm á, chạy được khoảng 10.000 thôi nha các bạn. Rất là thấp, rất là ít, đi rất là ít luôn. À, đầu bi nghe luôn nè. Số tự động 2 cầu. Thì ghế thì bên mình sẽ vệ sinh lại cho nó mới nha các bạn. Tại vì hiện trạng cái xe này là về chưa có vệ sinh gì hết, cho nên các bạn thấy bụi bặm còn trên xe nè. Đó. Số km là đúng chuẩn luôn, 112.000 nha các bạn. Bên công ty mình là cam kết không xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ. Số km là chuẩn. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Là quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc 0938926425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến vấn đề mua bán xe qua sử dụng cũng như là tư vấn về ngân hàng. Nếu như các bạn nào chúng ta muốn mua xe qua sử dụng mà có sự hỗ trợ góp của ngân hàng nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe rất là rẻ luôn, đến từ thương hiệu Toyota, là Toyota Fortuner nha các bạn. Đây là xe Toyota Fortuner, máy xăng số tự động 2 cầu, đời 2009 nha các bạn. Xe một đời chủ duy nhất luôn, mới vừa được công ty mình thu về. Xe này chạy được có 112.000 km thôi. Mang biển số thành phố luôn nha các bạn, biển số còn 4 số luôn. Mới thu về. Thì bây giờ mình sẽ quay về cái hiện trạng cái xe này. Chưa để cho các bạn nào chúng ta đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc Fortuner mà kiểu dáng đẹp này, gầm cao này, rồi những tính năng mà nó mang lại, thì thông qua clip này các bạn yêu thích cái xe này thì hãy gọi nhanh cho mình nha. Mời các bạn đi sơ khảo một vòng về cái xe này. Đèn trước nha các bạn, đèn trước nhìn rất cổ điển luôn, dạng cái bóng bi tròn nè, đó, rất cổ điển. Mặt ca lăng nhỏ nha các bạn. Cái xe này được cái là cái 5 lớp thay mới luôn. Nói chung là thì cái chủ trước người ta chạy xe rất là kỹ, và trước khi mà người ta bán lại á, người ta cũng đã thay lớp đồ hết trơn rồi. 5 lớp là lớp mới luôn nha các bạn. 4 lớp và cái lớp sơ cua đều là lớp mới, gai còn rất là dày luôn. Đó, mình quay cho các bạn xem. Đó, bạn thấy nè, gai còn rất là dày luôn. Mâm thì còn rất là mới, không có vết trầy luôn nha các bạn. Vì đối với cái lớp Fortuner này á, thì cái giá trị nó cũng khá là mắc tiền, một cái lớp khoảng 5 triệu nha các bạn. Cho nên là khi các bạn mua xe á, thì các bạn phải để ý những cái lớp. Tại vì nếu mà các bạn mua xe mà lớp đã mòn á, thì các bạn phải về tốn chi phí các bạn thay lại, thì nó sẽ tốn thêm một khúc nữa. Còn đối với chiếc xe này thì chủ trước người ta đã thay 4 cái lớp mới rồi, 5 lớp luôn, cả lớp sơ cua luôn, thì các bạn mua về không cần phải tốn chi phí, rất là tiết kiệm luôn. Các bạn coi lớp sau thì cũng vậy luôn nè, gai cũng rất là dày luôn nha các bạn. Đó. Gầm bệ bên trong nè, 2009 chạy nay cũng được hơn 10 năm rồi. Đó. Hơn 10 năm mà nói chung cái chất xe còn rất là ok nha các bạn. Thì đối với những cái xe mà đời thấp như thế này mà công ty mình thu về á, thì phải kiểm tra rất là kỹ luôn, kiểm tra về kết cấu động cơ, khung gầm, những tính năng trên xe, hệ thống điện tử trên xe, kiểm tra rất là kỹ luôn. Thì cái xe này được một cái là một chủ duy nhất và người ta chạy bảo dưỡng rất là đều, cho nên là bên công ty mình mới thu vào. Chứ đối với những cái xe mà chạy hơn 10 năm như thế này thì thực chất mà nói rất là ngại thu vào, tại vì nó dễ bị phát sinh vấn đề nha các bạn. Tuy nhiên thì đối với chiếc xe này thì do chủ trước người ta bảo dưỡng hãng rất là đều, cứ khoảng 4.000 là người ta thay nhớt rồi, và thay đồ chính hãng luôn, cho nên cái xe này chắc xe còn rất là tốt nha các bạn. Đó lý do mà bên công ty mình thu vào. Lớp bên phụ nè các bạn thấy không, rất là mới luôn, gầm bệ bên trong còn sáng bóng luôn nè, rất là kỹ, một chủ duy nhất luôn nha các bạn, biển số thành phố 4 số luôn. Đây các bạn thấy cái lớp sơ cua nè, gầm bệ này mình quay hạ thấp xuống cho các bạn thấy. Đèn đốm đâu, đèn zin theo xe nha các bạn, chứ chưa từng thay đâu. Mở cái nội thất cho các bạn xem. Cửa nẻo sùng chỉ là cửa zin này nha các bạn. Đó.
10 năm mà chạy được 112.000 số km là đúng chuẩn luôn nha các bạn. Chứng tỏ một điều là cái xe này thì mỗi một năm á, chạy được khoảng 10.000 thôi nha các bạn, rất là thấp, rất là ít, đi rất là ít luôn. À, đầu bi nha luôn nè, số tự động hai cầu. Thì ghế thì bên mình sẽ vệ sinh lại cho nó mới nha các bạn, tại vì hiện trạng cái xe này là về chưa có vệ sinh gì hết, cho nên các bạn thấy bụi bặm còn trên xe nè. Đó, số km là đúng chuẩn luôn, 112.000 nha các bạn. Bên công ty mình là cam kết không xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ, số km là chuẩn. 10 năm chạy 112.000 chứng tỏ mỗi năm chỉ đi được có 12.000 km nha các bạn, rất là ít. Trần xe thì có vài vết dơ, thì bên mình sẽ làm vệ sinh theo gói làm đẹp công nghệ theo Marukuri nha các bạn, thì những cái vết dơ này sẽ không còn nữa. Thì mình muốn quay cái hiện trạng cho các bạn thấy rõ được cái xe phía sau đây. Rộng rãi thoáng mát. Ghế thứ ba nha các bạn. Thì đối với mẫu Fortuner thì các bạn biết rồi, siêu bền bỉ. Tại vì những cái trang bị trên cái xe Fortuner này thì không có quá nhiều những thứ hiện đại, cho nên là nói thẳng ra mà nói nó không có gì để hư nha các bạn. Đó là lý do mà đối với những cái xe Toyota thì bên công ty mình sẽ thu lại, những xe Toyota mà chạy nhiều, ví dụ chạy trên 100 hoặc 200.000, 300.000 đều thu vào. Nếu mà cái xe đó còn chất thì bên mình đều thu vào nha các bạn. Còn đối với những cái xe mà những hãng khác á, thì chạy mà khoảng độ trên 100.000 là bên mình hạn chế thu. Tại vì những cái xe mà chạy nhiều á, những hãng khác thì người ta theo cái công nghệ, chạy theo cái công nghệ của xe, cho nên nó chạy trên 100.000 nó rất là dễ sinh bệnh, cho nên bên mình hạn chế thu vào những cái xe như vậy. Còn đối với Toyota thì theo triết lý là độ bền, Fortuner, Innova hay là Vios gì đó, những mẫu xe siêu bền thì bên mình sẽ sẵn sàng thu lại những cái xe mà chạy 200.000, 300.000 nếu như còn đúng chất xe, không tai nạn, không đâm đụng là bên mình được thu. Thì mình đã đi một vòng để mà chia sẻ với các bạn mẫu xe Fortuner này. Mình xin nhắc lại thông tin cái xe này nha các bạn. Đây là Fortuner máy xăng số tự động 2 cầu đời 2009, màu bạc, mang biển số thành phố 4 số luôn. Đó. Chạy được 112.000 km nha các bạn. Và hiện tại cái xe này thì công ty mình sẽ chào bán với mức giá là 430 triệu thôi nha các bạn. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm cái xe này thì hãy nhanh tay gọi cho mình để sở hữu cái xe này nha. Mình sẽ dẫn các bạn đi coi xe để tính chi phí lăn bánh và tư vấn các bạn về những cái thủ tục mua bán xe qua sử dụng để các bạn nắm. Vâng, và cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.